đang làm gì chăm chú quá vậy anh ơi? À, anh đang chơi võ lâm truyền kỳ mobile mà. Đây là game kiếm hiệp tình duyên hot nhất hiện nay đấy. Thế võ lâm truyền kỳ mobile có gì hấp dẫn không anh? Có rất nhiều đẳng khác chứ. Võ lâm truyền kỳ mobile có vô số hoạt động hàng ngày, ngoại trang thú cưỡi vạn ngàn, lại còn có những phần thưởng vô cùng hấp dẫn khi chơi nữa cơ. Đặc biệt hơn nhé, võ lâm truyền kỳ mobile còn là nơi kết nối lực duyên nữa đấy. Có thật không anh? Nếu em chơi võ lâm truyền kỳ mobile thì có được phép một anh người yêu đẹp trai 6 múi không? Không chỉ có một trai đẹp 6 múi đâu, kiểu gì cũng có luôn. Như là lạnh lùng nhưng chỉ yêu em, anh trai quan tâm chăm sóc, trai thể thao cuối hút hút, chấm, kiểu gì cũng có cho em luôn. Vậy mau mau chỉ em chơi đi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay võ lâm truyền kỳ mobile? Những đồng người yêu tương lai của bạn cũng đang chờ bạn trong võ lâm truyền kỳ mobile thì sao? Tải ngay